Xin chào các bạn, hôm nay mình lại quay và chia sẻ về một nghề xem bài. Nói về nghề xem bài, nếu như các bạn là một người tin vào tâm linh thì chắc chắn các bạn sẽ biết về nghề xem bài này. Nghề xem bài nó như cho chúng ta biết trước về duyên số tài phần của chúng ta trong tương lai. Khi xem bài, các bạn cũng đừng tin quá vào nó, tuy biết rằng đó là một hình thức mang tính dị đoan. Nếu như các bạn thực sự tin vào tâm linh thì các bạn hãy ngó qua một lần về hình thức tâm linh này nhé các bạn. Mời các bạn cùng đi theo mình đến ở chợ Phương Chín, thành phố Vũng Tàu. Hôm nay mình cùng chị cùng làm việc với nhau. Mình đã đem chị này đến gặp một bác này. Đó là xem bài á các bạn. Thì sẽ bước đầu sẽ hỏi về trong tháng diễn ra như thế nào. Thì bác này cũng nói rất là đúng. Cô này sẽ chia ra 5 phần. Lúc đó mình sẽ bắt từng phần 1 và cô sẽ nói từng tháng 1 ra các bạn. Có tiền hay không có tiền và sáng kế tiếp sẽ xảy ra như thế nào. Ngày hai mấy, ngày mùng mấy nó sẽ diễn ra như thế nào, cô sẽ báo trước cho mình biết. Trong cô này như có một thế lực thứ ba các bạn tác động vào cô nên cô biết và nói rất là chính xác. Đúng rồi, ngày hôm nó có lương. Ông chồng bà này hiền lắm. Ông chồng bà này nó biết cầm tiền.
không? Em biết tiền đâu, làm gì có tiền. Thái vào trong đi làm cho mẹ nè. Hiền lành lắm. Tiền của tiền lương không? Làm cho cô hả? À? Không. Là cô lâm khoản luôn hả? Có ú biểu á, cô chưa được hả? Là ngày khác được, bán được với mấy người về ăn với mà bị xương mà hàm này nè. À. Quy hàm á. Vâng. Thằng kia nó lận đạm cho tiệm vợ tâm linh nó cũng lớn rồi, nó có vợ. Nó mua thuốc uống hết thì xưng lên luôn hả? Năm ngày nó nhức quá, không nhớ. Chứ sao bán 3-4 lần hết luôn. À. Xịp luôn. Với mấy người về ăn á. Nhỏ kia đi lượm dây chai á, đi bán dây chai á, nó chung nó vô hai chồng mới vô tháng chồng lần hồn á, cái nó đi vào kia mấy bà bán ngoài chợ nè, mấy bà chẹp vô bà tư mà nó làm cho mẹ hết, cái mặt cho mẹ quá trời nổ luôn, cái về cái lưng quá trời luôn, cái về cái gì á, mình làm nó 3-4 ngày hết, nó đau á, cái này nè, tao làm bệnh nè, tao không có lấy tiền, tại vì tao không có tiền, mà cho tao tao lấy, thấy không? Con đi thành phố cho con tốt nó quay liễu quay da liễu sạch tốt nó chịu tôi thì cô không cho cô nhiều chứ có mấy trăm ngàn nó xịp nó đáng luôn cái mấy người kia cũng bị vậy đó cái sao ta đi lên qua liễu gì ta làm cái có còn một hộ người cái hỏi nó làm ở đâu mà hết vậy cái nó làm trên bà tư nó làm hết nhiều khi mình hỏi nó giỏi họ hết có nhiều người mất xương á thì xương bự mình còn làm hết nữa thằng đó không đó có mắt cái xương đi chút xíu mà nó ra vuốt rồi nó xương ớt rồi còn vuốt hết rồi làm đâu phải đẻ được bà già đó bà đẻ nhanh lắm đi nước ngủ lại không kịp á xong rồi sẽ vui ghê tháng 12 vui lắm nhưng mà kỹ không tháng 3 tháng 4 á hai tháng đó mà gì đâu mình đục buồn lại tháng 5 thì không có được nhiều tháng 6 nữa. Người ta này làm có tiền. Mới giữ tiền năm ngoái ngay chút chút ra có tiền nhiều rồi. Không có giữ nhiều được chưa. Nhưng mà giữ ít là làm có không nhiều tiền. Có cô này nè mới làm mấy nhiêu tiền nè. Có nữa hả? Tiền đâu có. Làm bao nhiêu ăn hết bấy nhiêu. À. Đi chung con. Tiền hả? Đến 500 đồng. Ủa? Bao nhiêu? Ủa, 6 năm bên đây 500 đồng như chỗ bá. Thì mà bắt đầu nó quái hôm nay giữ được cái đấy. Đây là bao nhiêu? Là tới đây là được giữ được đỡ rồi nha. Đúng không? Xài căn bản đâu ra đó. Không có xài nhiều. Bên xài chắc thả tiền lắm. Ai ăn? Rồi bị thủng. Chơi với không thua ai đi. Đi ra đời chứ không thua ai đi. Làm được. Cực nhiều là không có cực nhiều. Làm chung chung vậy thôi nha. Thấy vậy. Đưa bằng tay. Ông chồng nó có giữ tiền đâu mà
không tao giữ làm gì làm, không giữ mà cũng không xài nhiều nữa vậy. Không thì chơi với bạn bè thì không thua ai chơi, mà không giữ tiền à, tiền nó xài chút chút cũng không có xài gì nhiều nữa, mà không giữ tiền vợ giữ làm ngồi vậy sướng vậy. Cũng làm được, vợ chồng nói chung là làm chung chung chứ cũng không ai cực hơn ai nhiều, cực hơn vợ một chút thôi chứ không cực hơn nhiều nha, thấy vậy. Nhưng mà cũng tốt quá ha, nè không có xài nhiều mà không giữ tiền nhiều. Coi visa bạn ấy sướng không cô? Nhà visa tuổi bạn ấy có khổ đỡ rồi à. Bắt đầu năm ngoái nay có tiền chút chút cho mình rồi đó, tới đây giữ được nhiều á à. Giữ được không nhiều bằng cô này, cái số á, giữ được nhưng mà ông chồng không có giữ tiền ừ. Vợ giữ làm mua sắm gì vợ giữ, nhưng mà giữ được năm ngoái nay có tiền đích cho mình có rồi đó ừ. Từ đây tới lớn thì giữ được tiền thôi chứ cũng không nhiều lắm nha ừ. Thấy được khỏe mạnh không có gì, người tốt mà khỏe mạnh không sao hết đó. Nhưng vợ chồng không có cãi nhau nhiều như người ta ừ. Được rồi đó. Coi cây này đi thôi. Coi dùng thằng con cho chồng này. Con này vợ của nó đi từ năm ngoái ạ, gần 2 năm bây giờ bị có nó quay lại mà nó có vợ vậy. Nó cũng còn nghĩ đến con mà. Dạ con á. Dạ. Mà con có lại con khác mà thương con nè. Không quan tâm. Nhiều khi con muốn đi đâu xa nhưng mà con đi chưa được, muốn đi xa á, đi thăm vợ hay gì muốn đi xa mà đi chưa được, còn số tiền tới đây mà không nghĩ có đâu nha, nhiều nhiều chút thế vậy. Hầu cứ vợ 21 tuổi nè. Có 22 tuổi gì chứ. 20. 20 sớm nè. 20 vợ mấy mười mấy mười bảy tuổi. Vợ mấy mười bảy. Còn bên đây được 4 tuổi. Có con hả? Dạ. Con mấy tuổi rồi? Con 4 tuổi, năm nay là 4 tuổi. Chị ai đấy? Dạ. Ở với con hả? Dạ. Con năm nay con không có kỵ gì, con kỵ hôm tháng 4 tháng giêng thì có tiền hơi bực chút, là tháng giêng tháng 2 gì đó, tháng 3 bực, cái nó kéo dài tháng 4 tháng 5 này có tiền cũng được, tháng 6 tháng 7 cũng bực nhỏ thôi, tháng 8 vui vẻ, tháng 9 tháng 10 tháng 11 vui, cuối năm hơi bực mình chút nha. Đây này. Cái này thằng này cũng xài tiền căn bản nha, làm ra tiền đó nha, giữ tiền được nhiều á con. Con nhỏ tuổi mà con nữa con giàu sớm à, làm có tiền hà tiện lắm, tận dụng được nha. Bây giờ á nhiều khi không để ý thương ai á con á, nhiều khi muốn làm cho có tiền nhiều
ta làm sao giàu lắm, giàu nhỏ tuổi mà từ 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 đây tới sau á, không có hơn 30 đi nha, có vẻ có tiền trong năm á, cũng như trong trong 30 trở lại á, có tiền sớm phải không? Là vợ con thì nó cực hơn con nè, thí dụ về nhà nó làm dọn dẹp thì nó làm hết, con không có làm mẹ làm hết con thấy không, nhưng mà nó làm có tiền nhiều, nó làm chút chút tiền, nó giữ tiền được nhiều á, tánh nó cũng rộng rãi lắm mà nó không có nhiều tiền, con giữ tiền hay không thì do nó, con làm có tiền nhiều hơn con chứ, nó có làm có nhiều tiền mà nó cũng chịu cực chứ, nó mà biết nhưng mà nó làm nhiều tiền mà nó cực, trong nhà nó vậy nó làm cũng giỏi, còn làm gì làm không có nhiều tiền nó, còn con làm có tiền thì nhiều á, cái số của con giữ tiền lớn được luôn, cái số vậy đó. Nhưng mà cẩn thận đắm cho tôi thấy mày nhiều khi hai vợ nhớ ơi đường ta này, nhiều khi con cũng chán, con muốn một vợ thôi, con không muốn hai ba vợ ý gì đó, nhưng mà con có một đứa thương con như vậy đó, trẻ chứ không có lớn thấy vậy. Quánh cái mặt tay cái đi luôn hả? Dạ.